giới thiệu với bà con chiếc quạt công nghiệp được nâng cấp từ động cơ máy bơm nước nhá. Đấy, quạt này có 5 số này, quạt siêu mạnh luôn. Đấy, cho anh em xem. Cực mạnh nhá. Đấy, quạt 5 số này. Đấy, quay thật số này. 5 số nhá. Có túc năng điện. Dưới đây mình làm túc năng là vòng bi nhá. Cái vòng bi ở đây này. Đấy, mình có thể quay được thoải mái luôn thì nó rất là bền. Dùng cái túc năng điện này này. Đấy. Không một quạt nào như này nhá. Chân này bằng inox nhá. Chân quạt bằng inox. Đây rút ra cho bà con xem. Chân inox. Đổ bê tông ở dưới rất là. Đây cái này có thể tháo ra được này. Đấy, tháo ra lắp vào được hết nha. Cái ship hàng cho bà con thì bà con có thể tự lắp rất là đơn giản. Vì cái này quạt này mạnh gấp 2 lần quạt công nghiệp thông thường trên thị trường nên là phải đổ bê tông vào nha. Đây cho bà con xem là sức mạnh của nó thổi những cái bụi bặm này. Ai mà luyện cắt nhà thì mua quạt này về này, có khi là không có cắt nhà luôn. Quay làm sao rõ cái này. Đấy, đấy nhá. Thổi xa 20 mét nhá. Thổi xa 20 mét. Đó, nó không mạnh không lấy tiền luôn. Đấy, thấy con bia bay xa này kia là cũng tầm 15 mét rồi. Đây. Túc năng rất đơn giản nhá, gạt công tắc này nhá, coi gần này. Đấy nhá, túc năng đây là con nhá. Gạt này phát là quay luôn. Góc cua của cái túc năng này rất là rộng nhá. Góc cua từ bên này sang kia cực rộng luôn. Đây lồng là đai lồng bằng sắt đây. Đây bắt ốc này rất là chắc chắn nha. Quạt 5 cánh luôn. Cánh này là cánh bằng nhựa. Nó khoảng độ 1 lạng rưỡi, 150g đến 200g một chiếc cánh thôi nên là nó tiếng ồn nó ít hơn những quạt công nghiệp kia, mới lại là nó cũng tiết kiệm điện từ 50 đến 70% điện so với quạt khác nếu mà cùng một lưu lượng gió. Đây, rất là gọn nhẹ. Nhà đám nhà yếc là bê rất là đơn giản luôn. Đấy. Đây, thích cho cao nhá, cho cao gần bằng đầu mình luôn. À. Như này là nó rơi vào khoảng độ 1m4 rồi. Đấy, 1m4 là thoải mái rồi. Cao rồi thấp. Bụi này nó còn ẩm đấy, xúc cái đất ở kia nó ẩm. Đấy, bà con thấy không? Gọn nhẹ và tiện dụng.
Quạt này là 220V và công suất của nó từ 200W đến 300W nhá, tùy theo mình cho số nhỏ hay số to. Đấy, còn đây, giới thiệu luôn với anh em cái bộ chân quạt nhá. Đây là bộ chân quạt này để chế cho motor máy bơm nước. Đây, đây là con motor máy bơm nước nhá. Mình chỉ lắp lên cái này là thành một bộ chân quạt thôi. À, là thành chiếc quạt. Thì cái chân này mình đã làm sẵn rồi để bán cho anh em nhé. Đây một bộ chân nó bao gồm như này đây. Đây nó có bao gồm như này rồi. Thì về nhá, anh em vặn vào đây. Vặn chặt vào. Vặn chặt đây. Đấy vặn. Đấy, bạn chặt vào nó ok nhé. Đây, cái chân này thì lắp vào đây. Đấy. Chân quạt này nhá, mình làm vòng bi ở dưới đây này. Thì cái túc lăng điện đây. Đấy, thanh rằng đây, mà quay đây. Có lọt xo mi lông đen, quay gần đây. Để xa thế có ổn không? Gần vào. Lọt xo mi lông đen đây. Thì mình có thể xoay tròn được này. Nó không phá bánh răng của túc lăng này nhá. Đây. Cấm thử cái con quạt này lên cho anh em xem cái chức năng nhé. Đấy. Gạt cái túc lăng là được. Đây là con motor máy bơm nước. Mình đã nâng cấp nó thành quạt. Đây chạy thử cho anh em xem cái quạt này nhá. Cái này ba cánh thôi. Rất là mạnh nha. Đây, túc lăng này. Đây một con chân quạt nó như này. Cái này là một bên một cuốn. Rất đơn giản thôi, anh em nào mua điện cơ mua về để chế quạt ấy, mình bán được một cuộc cân như này. Mua cả cánh thì mình bán thôi. Thành luôn một chiếc quạt. Đấy, quạt này có 5 số nhá. Quạt này có 5 số đây. Quang điện đây. 3 cánh. Công tắc này. Đây để thử nguyên con quạt bút này. Cho anh em xem quạt bút này. Đấy gần đây. Nhặt nó kia. Đang khoan. Đây nha, quay gần đây. Quay gần vào cái số này. Đây, quạt này giới thiệu bà con nhá, đây là chiếc quạt hút nâng cấp bằng động cơ máy bơm nước, tốc độ 2.800 vòng một phút, chạy 5 cánh đây, 5 cánh này, cánh này thì nó cánh nhựa nó có ưu điểm là nó rất là tiết kiệm điện và nó mát, vì là cánh này có 2 nặng thôi, rồi cánh sắt thì 2 cân nên là cánh nhựa này nó nhẹ nên là nó tiết kiệm điện và nó cũng đỡ hao mòn cái vòng bi này. Cánh sắt thì chạy nó lặng tải motor nó nhanh bị cháy motor lắm. Nên là mình đã đột phá cánh nhựa. Nhiều người bảo là cánh nhựa có dễ gãy không thì cái này thì thật sự cánh sắt hay cánh nhựa nếu mà nó hút cái gì vào thì cánh sắt nó vênh thì nó cũng không chạy được, nó cũng rung rồi. Cánh nhựa này thì chi phí thay thế nó cũng không đắt, nó vài chục ngàn thôi. Ồ thế sau là mình cũng gia cố luôn cái trục sắt đây này. Trục sắt ở đằng sau cái cánh này thì là nó sẽ bền cho cánh chạy xuyên ngày đêm, chạy năm này qua năm khác không bảo được cánh nha. Trừ khi nó hút cái gì, cái que ai là va quẹt cái gì vào thì alo mình sẽ ship cho nhé. Thì đây là có 5 số này. Đây bật cho con xem là số 5 luôn nhá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.